trong cái assignment, các bạn chú ý cái assignment nhé. Phần 2. Đây. Phần 2 thì chúng ta sẽ tạo bảng tính Excel. Như vậy chúng ta cần có thông tin là họ tên sinh viên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, số báo danh ha, số điện thoại, rồi học phí bao nhiêu, đoàn phí bao nhiêu, y tế nhiêu, bảo hiểm nhiêu, tổng cộng thì tự tính. Rồi sau đó xuống dưới nó có là môn 1, môn 2, môn 3, môn 4. Như vậy cái thông tin này chúng ta thấy là dưới này nó yêu cầu nè. Ở đâu ra nhé? Sinh viên tìm hiểu và lập danh sách các bạn trong lớp bao gồm các thông tin sau. Rồi. Tổng hợp kết quả học tập sinh viên, ok. Đó, như vậy thì những cái này là các bạn phải tự tổng hợp lấy. Sinh viên có nhiệm vụ tự tìm hiểu các thông tin trên. Lớp trưởng có thể tập hợp lại và làm một bản chính thức gửi cho cả lớp. Như vậy thì chỗ này chúng ta khỏi tập hợp. Bây giờ nó là vậy. Thầy sẽ đặt hàng cho lớp trưởng là tạo cho thầy một cái Google Form. Lớp trưởng biết cái này chưa? Google Form. Làm cho thầy một cái Google Form để lấy thông tin của mọi người. Trong đó có gì? Có họ tên, có giới tính, có ngày sinh, có nơi sinh, có địa chỉ, có số điện thoại, học phí, đoàn phí, y tế, bảo hiểm. Rồi xuống này, môn 1, môn 2, môn 3, môn 4 thì các bạn đừng để môn 1, môn 2, môn 3, môn 4 mà các bạn để cụ thể đó là môn gì. Môn PHP, môn Java hay là môn nhập, môn tin học hay là môn gì đấy. Nói chung môn gì mà đã có điểm rồi, hiểu không? Của cả lớp mình có điểm rồi thì các bạn để trong này cái tên cụ thể là môn gì. Sau đấy các bạn chuyển cái form đó lên cái Lightroom để cho mọi người cùng vào và nhập liệu. Như vậy thì bạn nào làm cái Google Form thầy sẽ ghi nhận một điểm cho các bạn. Rồi những bạn mà có trách nhiệm là phải vào cái form đó nhập liệu lên để cả lớp sẽ lấy cái dữ liệu đó làm cái bài tập assignment. Nghe ha? Được chưa? Như vậy thì trước tiên là một bạn sẽ làm cho thầy cái Google Form. Sau đó up cái đường link của cái form đó lên. Và trách nhiệm của mọi người là phải vào cái form đó nhập cái số liệu của mình vào. Đến một cái thời gian deadline mà thầy không thấy các bạn nhập thì những bạn đó nếu như sau này được bảo vệ thì thầy sẽ trừ điểm, bởi vì không có trách nhiệm đối với lại lớp. Bạn muốn làm được cái assignment final này thì bạn phải có số liệu, mà bạn không cung cấp số liệu cho mọi người thì lấy số liệu đâu ra. Cho nên những bạn mà làm, một bạn làm cái form thì thầy cộng điểm, còn những bạn mà không cung cấp số liệu của cá nhân mình lên thì bị trừ điểm. Chúng ta thống nhất vậy nhé.